Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về hai level huyền bí khá đặc biệt trong The Bike Room. Đó chính là The White Owl và The Black Owl. The White Owl, Survival Difficulty, Class 0, Safe, Secure, Devoid of Entities. The White Owl là một level huyền bí của The Bike Room. Level là một khu vực có thể được tiếp cận thông qua một trong những cánh cửa của level âm 1. Level này giống như một ngôi nhà màu trắng, có vẻ như đang được sửa chữa. Bạn có thể tìm thấy một số vật dụng như thang, các dụng cụ và nhiều vật dụng xây dựng khác trong khắp các căn phòng của ngôi nhà. Những người đã đến được level White Owl báo cáo rằng họ đã bị mù ngay khi tiến vào cánh cửa, vì các cửa sổ trong level này đều được chiếu rọi bằng một thứ ánh sáng rực rỡ và rất chói mắt. Điều này cũng khá dễ hiểu khi cường độ ánh sáng của level này là khá cao. Bạn rất dễ bị lạc đường và có thể quên mất xuất phát điểm của mình do tính chất lặp đi lặp lại của The White Owl. Nên lời khuyên ở đây là hãy luôn theo dõi từng bước đi của chính bạn, và bạn chỉ nên ở trong level này trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này là vô cùng quan trọng vì những cánh cửa dẫn trở lại level âm 1 sẽ biến mất sau một khoảng thời gian. Nếu bạn không nhanh chóng tìm được vị trí của những cánh cửa đó, thì bạn sẽ mắc kẹt tại đó, vĩnh viễn. Đồng thời, tiếp xúc lâu dài với level có thể dẫn đến chứng mất ngủ do ánh sáng bên trong level. Tuy nhiên, điều này chỉ dừng lại ở sự phiền phức trong việc mất ngủ mà thôi. Trong khi không có bất kỳ một thực thể nào lang thang trong level này, một người đàn ông bí ẩn được nhìn thấy là đã thao túng level The White Owl bằng một cách thần kỳ nào đó. Ông ta được xác minh là có khả năng giao tiếp, và những người lang thang tuyên bố rằng ông ta tự xưng mình là The Maker. The Maker mặc một bộ đồ màu trắng, đôi khi mặc kèm một chiếc áo khoác và đi cùng với đó là một chiếc mũ đồng bộ. Mặc dù các nhân chứng đã nói rằng ông ấy có một khuôn mặt, nhưng điều kỳ lạ là chẳng ai nhớ về nó sau khi tiếp xúc với The Maker. Những bức ảnh chụp lại khuôn mặt của The Maker thường bị hỏng mà không rõ lý do. The Maker được chứng minh là có khả năng đi xuyên qua các bức tường, đột ngột biến mất khi tiếp xúc trực tiếp bằng mắt, và gần như miễn nhiễm với bất kỳ tác động vật lý nào. Nguồn gốc của sức mạnh và giới hạn của ông ta vẫn còn là một ẩn số. Đoạn ghi âm duy nhất về The Maker đã được chứng thực là diễn ra khi một nhà thám hiểm của tổ chức MEG đã hỏi The Maker một câu hỏi. Sau khi nhận ra rằng The Maker đang nhìn mình đi ngủ ở trong level White Owl, nó đã được ghi lại bởi một máy quay bị trục trặc được nhét vào trong túi đồ của nhà thám hiểm. Bản ghi khá ngắn và có thể được gói gọn như sau. Nhà thám hiểm đã hỏi The Maker rằng ông là thứ gì. The Maker đáp lại, bất kỳ thứ gì mà cậu nghĩ đến. Sau đó, The Maker đã phai mờ khỏi thực tại, theo báo cáo của nhà thám hiểm đó. Mặc dù không có bất kỳ tiền đồn hay khu định cư chính thức nào tồn tại, khu vực này phần lớn được coi là khu vực họp không chính thức giữa một số nhóm người khác nhau. Đôi khi, việc giải quyết các thế lực khác đã diễn ra trong level này bởi tổ chức MEG. Ngoài ra, một số nhóm nhỏ thực sự đã sống trong level The White Owl, mặc dù chưa có cộng đồng lớn nào được hình thành. The White Owl có thể được đến thông qua một số các cánh cửa của level âm 1. Lối thoát duy nhất của level The White Owl là bạn phải quay trở lại cánh cửa mà bạn đã bước vào, miễn là nó chưa biến mất. Điều này sẽ đưa bạn trở lại level âm 1. Và giờ, chúng ta sẽ đến với người anh em của level The White Owl, đó chính là The Black Owl. The Black Owl, Survival Difficulty, Class 5, Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. The Black Owl là một level huyền bí của The Black Room và là một level tồn tại song song với level White Owl. The Black Owl là một tấm gương phản chiếu vô cùng hoàn hảo của level The White Owl. Nó đại diện cho một ngôi nhà bị bỏ hoang và lãng quên, đầy mạng nhện và những tấm ván sàn cực kỳ mỏng manh. Phần lớn ngôi nhà đã bị cháy và bị nấm mốc. Không giống như White Owl, level này chứa đầy những thực thể như Hound và Smiler. Khi ở trong level The Black Owl, thỉnh thoảng thì bạn cũng có thể nghe thấy một số tiếng nói vọng lại trong hành lang và cũng có thể nghe thấy tiếng la hét phía sau mình. Cửa sổ của The Black Owl khá là khác so với The White Owl. Các cửa sổ trong level này có thể được nhìn xuyên qua. Khung cảnh đằng sau cửa sổ dường như là một cánh đồng vào lúc nửa đêm. Đôi khi bạn có thể nhìn thấy những bóng người đang đi trên những ngọn đồi ở phía xa với đôi mắt trắng đang phát sáng. Những chiếc cửa sổ này không thể bị phá vỡ và không có cách nào để ra được khu vực bên ngoài cả. Dù vậy, khung cảnh cánh đồng luôn lặp đi lặp lại ở mọi cái cửa sổ, ở mọi ngóc ngách, cho thấy rằng khung cảnh đó chỉ là giả. The Bride là thực thể duy nhất tồn tại ở level này. Cô ấy là một sinh vật quang phổ, mang hình dáng của một người phụ nữ đã chết trong bộ váy cưới. Cô ấy sẽ không tấn công bạn, tuy nhiên, cô ấy sẽ bắt đầu theo dõi bạn từ xa sau lần đầu bạn chạm trán với cô ấy. Thường thì bạn sẽ thấy cô ấy khóc thút thít trong một căn phòng. The Bride có thể có một mối liên kết nào đó với ngôi nhà hoặc
với Lover the Whiteout. Tuy nhiên thì điều này vẫn chưa được xác thực. Thực thể The Maker ở Lover the Whiteout dường như cũng có mối liên kết nào đó với The Bride. Ông đôi khi có thể được nhìn thấy là đã xuất hiện đằng sau cô ấy, nhưng chỉ ở trong những bức ảnh. The Maker không trực tiếp hiện diện trong Lover này. Tất cả những nhóm người đi vào The Blackout đều đã chết trong một khoảng thời gian ngắn vì không có lối thoát hay nguồn cung nhu yếu phẩm ổn định nào được tìm thấy. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video. Đó chính là lối vào và lối thoát của Level The Blackout. Để vào được Level The Blackout, bạn phải đi xa khỏi Level The Whiteout. Cuối cùng, bạn sẽ bắt gặp một cánh cửa màu xám dẫn đến The Blackout, và khi bạn bước vào thì cánh cửa đó sẽ khóa lại khiến bạn mắc kẹt ở đây. Không có lối thoát nào được ghi nhận. Tuy nhiên, giả thuyết cho rằng có một lối thoát được cho là tồn tại, nhưng nó chỉ dừng ở mức giả thuyết. Sau cùng, hai thực thể The Bride và The Maker có một mối liên hệ khá đặc biệt, nhưng có quá ít manh mối cho điều này. Vậy nên, các bạn hãy nêu ý kiến của mình về hai thực thể này ở dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.